Hello mọi người. Hi. Anh ơi, anh thấy có. Bạn vừa lúc nãy bảo anh tun vào lem quá cho em đi đi ấy. Ừ, chắc chắn là một suất la đảo rồi đấy. Sao em bị đau? Hà Nội nghìn năm không được. Em đi thở cho anh Tuân coi đi ạ. Nào em thở đi nào. Vừa lòng em chưa? Em đi ngồi trên đùi Tuân đi. Chứ đang ngồi đấy, đang em đi đang ngồi trên đùi anh Tuân mà. Review má của anh An đi ạ. Anh đọc câu ấy rất nhiều lần và anh luôn luôn nghĩ là review mẹ của em. Eo Không hiểu cậu tự nhiên anh bảo sao mọi người lại đòi review mẹ của em đi nhỉ? Má nhỉ? này. Ngon. Ngon không? Hay là thằng... Cái thằng... Thì có gì? Cái thằng thần đó. Không. Thể dục là một môn anh tốt nhất rồi. Anh ơi, bạn này bảo em khoe eo đi. Em đi sớm quay vlog nhỉ? Ok mọi người, em đi sẽ sớm quay vlog cho mọi người xem. Hè đến em đi mà đi biển hay đi chơi sẽ quay lại cho mọi người xem chuyến đi chơi của em đi. Nhưng mà không biết là hè này đi đâu, bây giờ có được đi không? Cảm ơn anh Tuân đã nhờ em đi cho em cảm ơn. Ai nữa? Không biết. Nhà anh đang xây em ạ. Anh đang phải đi ở trọ. Thôn Vĩ hay Vội Vàng? Tràng Giang nhé. Gì đấy? Cái áo này anh mua từ lâu lắm rồi nên anh cũng không nhớ được. Nhưng mà để tí nữa anh sẽ lấy tùng nào chứ không phải tùng này đâu. Tùng này chỉ yêu anh thôi. Tùng này chỉ yêu anh đi thôi. Là mình quay thì sợ. Vẫn còn. Ba cái nhưng anh lắc ở sau cam, anh không lắc cho mọi người xem đâu. Lắc ở trước cho mọi người xem cùng đến không. Sao em buồn cười? anh thì mồng rồi. À đấy, thế là đang từ từ anh kể nốt đi, kiểu anh cong anh ý rất là kiểu quan tâm để ý từng tí một ấy. Anh Thụ anh ý bị mắc một bệnh là bệnh mộng du ấy. Em nét là... ở lòng anh em nghe chuyện.
Anh mộng du, thế là anh công anh mới kiểu thay đổi hết tất cả mọi thứ ở trong nhà thành bàn ghế các thứ thành đồ hơi hết ấy, để không còn góc nhọn như thế là có muốn anh công như thế. Anh có mà. Thế là anh thay đổi hết tất cả mọi thứ như thế để kiểu anh kiểu có mộng du thì cũng sẽ không đâm vào ấy, kiểu không bị đau ấy, đau kiểu tình vậy. Thì anh không tình à? Rồi anh cứ không, nhưng mà kiểu đọc truyện nó khác kiểu chơi đọc truyện còn đứng không không thôi gây xong rồi gì nữa đấy xong rồi Trần Đình Lệnh à, cái phim Trần Đình Lệnh BD thì xem Trần Đình Lệnh nhá. Em thấy BD nào cũng xem phim Trần Đình Lệnh, nhưng mà mặc dù là phim Trần Đình Lệnh nó không thuộc vào thể đạo là phim gay đam mỹ. Anh đang nói rồi hay là anh quên mất rồi? Thì sao em lại làm anh quên? Anh bảo nghe em. Anh nói đến là vẫn lên phát cơm trộn đều. Đâu anh có phát cơm trộn đâu. Không phải kiểu bạn người mê xong rồi kiểu thân hình chuẩn đấy, kiểu cao 1m8 các kiểu ấy. Nghe đúng tả em nhỉ? Ừ đúng rồi, đọc Phong Mang buồn cười lắm. Mọi người đọc đi. Thề cười này... kiểu có vẻ hợp với anh ấy. Anh không phải đọc được mấy cái chuyện mà kiểu deep của anh cứ phải đọc mọi thứ nó phải kiểu funny ấy. Nhưng mà nó luân hồi chuyển kiếp mà, nên là cũng đâu có phải hẳn là kiếp sau gì đâu. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Em vì em nghĩ là kiểu bị sad ending ấy. Vì một cái hành tinh gọi là hành tinh gì nhỉ, tự nhiên em quên sớm đi. Hành tinh Thiên Túc thì trên cái hành tinh Thiên Túc này thì là nó có một cái học viện gọi là học viện Bích Không. Thì trong cái học viện Khế Tử mọi người hãy tìm đọc link mua sách thì Andy ở phía trên phần caption nhá. Andy có để phía trên phần caption nên mọi người có thể mua sách ở đấy. Nói chung là chuyện này thì nói về chuyện Nam Mỹ, về gọi là cái gì, tự nhiên em quên cái từ này, viễn tưởng, khoa học viễn tưởng. Còn của anh Tôn là về kiểu chuyện Nam Mỹ, kiểu hơi thiên hướng hài một tí. Thế nên là thiên hướng cười ỉa. Ừ thì cười ỉa, là ai thích cười ỉa thì mua bộ này. Còn ai thích kiểu thiên hướng nó chuyện nó cốt truyện mới lạ thú vị và kiểu mang hơi hướng viễn tưởng thì mua Khế Tử, và lại thích cực gợi ý thì mua Phong Mang. Đã là... ôi trời ơi, bối rồi. Đập đất. Em là mọi người thôi, và Andy sẽ còn like mấy cái like nữa trong vòng tháng này cơ. Mọi người yên tâm. Bye bye mọi người.